tiếng phải nhắc mới được, tại vì nó nhiều quá không có gần. Đúng rồi, chứ nó nhiều thứ làm sao mà hổ nó ví dụ như là mình biết cái gì thì mình nhắc cái đó thôi. Dạ. Từ từ nó quen mình nó hay nó không. Dạ, nó cái tắm nó cái mình tắm nó xong cái mình hay ra mình đốt than mà. Ừ. Tắm rồi đó mình đốt than nó hơn. Còn ngày chút xíu nó ăn cơm nữa. Chắc chưa nãy ăn chậm nó đi. Mẹ vô mẹ nấu nấu canh. Mà phát này quyền. Vô nấu canh. Nấu canh cái gì vậy xíu? Nấu canh mà cái này nè. Bụng ốc này nè. Ừ. Nè, này nè, rồi sao bà thịt bằm vô. Rồi, lạc cái, chỉ xíu lạc cái ngồi đó. Sáng á thì nó ăn xương hầm với sáng nó ăn xương hầm với một cái gót chứ mà khoai tây rồi. Ừ. Với mà củ già này. Ừ. Bây giờ mình làm này ấy cho nó mẹ luộc lộn rồi chưa chưa à, để lo à, cái này trước thì chút ăn sao. Ừ. Lo cho mà bằng để em biết đi ngầm để chồng để hình trước để lạc rồi rửa luôn. Ừ. Lấy cho mẹ cái gỗ nữa coi không thì xíu qua gà qua này xài quá thì xài luôn này nghe mẹ à, rửa từng lá lạc ra rửa từng lá. Từ ngày bà ngoại lên. Dạ con quen thì phải lấy cái gỗ cho mẹ quen. Từ ngày bà ngoại lên chức quá sai quá trời sai hả? Ừ. À con rửa từng lát lá nó mới sạch đi không? Hai ngoại. Lắc lạc ra từng lá rửa. À. Từ ngày lên chức bà ngoại sai gãy quá là sai ha. Ừ. Cơ hội mà hả? Sai được cái sai hay xin. Gì? Ủa như em nghe có mùi cao găm nữa chứ xin. Có đó cao găm. Găm là ngồi gãy nó ngủ ăn bị lão nè. Đấm bổ đấm bổ. Chút chắc kêu nó mua vài lon bia. Đó. Nổi nữa tới nữa đó. Gãy ơi. Chút nữa chắc 4 lon bia nữa quá gãy. Này có mềm hay dạ? Ừ, đó để nước chấm nào ấy, còn cái thao nó bỏ đi, cái thao nó rửa lại đi. Đứt tay, đứt tay. Lũng tay. Thao tắm lại tắm em phải không? Ừ, rửa thao lại đi, ngồi anh tắm em. Nhìn cái chiếc. Ừ, cái lấy sạn cái thằng bằng bự đang lao cho em. Nhìn coi. Dạ. Sao vui dữ không? Có cháu ngoại vui không? Nói cho mà vui, cả nhà biết coi. Vui lắm lại gia đình ơi. Con mình nó mẹ tròn con vô người người quá mừng rồi. Ừ. À, mình đúng được mấy lắm đặc biệt. Ừ. Dữ lắm ha. Dạ, cháu trai mà. Tiền bạc thì mình xài hết nhưng mà người ta nó mới quý. Ừ. Dạ. Con chạy lon ton lên kiếm ngoại ha. Bóp đây chạy lên bà ngoại đó, cho tiền con ăn bánh, ăn kẹ bà ngoại đó, mua con cái này, bà ngoại mua con kia chứ cháu ngủ cái cưng ha. Ừ. Cưng ha. Sao ngộ quá khán giả, ông trời ông thiếu ngộ. Con cháu mình cái mình thương. Ừ. Mình không thấy mặt thôi, thấy mặt cái mình thương. Ngộ ha. Dạ. Bởi vì ông bà nó ông bà thương con cháu là vậy đó, không thấy mặt thôi thấy là thương à. Bởi vậy. Mấy nào họ Nga nó quá có bầu á, dặn hủ nó cái quả nó nhiều giờ nó đẻ con ra cái thương. Ừ, thương ha. Hết dặn rồi hả chứ? Hết dặn luôn. À, vô tình hai mẹ con làm một quầy luôn hả chị xem? Dạ. Thấy cưng nó không? Cưng chứ. Cưng rẻ nhiều không chứ? Cưng rẻ, vợ con, gia đình nó thương á. Rồi tối nay con không hả mẹ? Hả? Lặt lá bỏ cây ha. Ờ, lặt lá bỏ cây đi rồi con chừa cái cây ấy lại nha. Cái gì? Con lặt ra đi con rửa sạch bỏ con mập đi. Rồi mấy cái lá già bỏ xíu thôi, cái lá thè bỏ đi. Rồi nấu xong nó ngồi nữa. Rồi đó tôi đẻ Nga đầu tiên cũng xong vậy đó. Mẹ nó làm đó, cái tiền đâu mà bỏ của bác mà xong. Khác rồi tính hồi xưa không được nè mẹ ơi, giờ đó nghe. Mẹ biết rồi, mẹ nói hồi xưa lúc mẹ mới sanh Nga đó. Rồi bây giờ cũng xong vậy không nè. Trời ơi con thời dở quá, anh ta xong vậy nó tốt. Đã nghe mẹ lời đó, đi. Kinh nghiệm 3-4 lần rồi. Trời ơi. Nghe lời con đi là khỏe dữ lắm. Có đời vợ một mấy ông nội ơi. Có đời vợ mà con đừng ông, sao con biết chuyện của đừng bà. Không có, con lên có một Nga đó là làm thấy mới đi. Nó là mẹ mà. Mẹ con mẹ không thương, con thương Nga nhiều bằng mẹ không? Ừ. Mẹ nuôi Nga mấy chục năm đó con, mới con năm nay à. Năm hơn năm mấy nay à, mẹ hai mấy năm. Dạ của con thì cũng có được lắm. Ừ. Ờ, dạ. Ngọc có bà Chiến đó. Mẹ nuôi hai mấy năm nó không đụng miếng bay nữa là con bánh đi. Mẹ con cũng có gì đâu mà thương gì đâu. À, không, con của mẹ mà mẹ đẻ ra mẹ không thương sao. À, anh Hữu là đụng cây bù lon không à. Ừ. Nói chị Xuyên. Ừ. Ai cũng có đụng được, đụng bù lon mà. Bắt mẹ thêm. Là tiếp ơi Quyền. Cái này mua nãy nhiêu tiền anh Hổ? Có mà 25 ngàn hả? Hết luôn ha. Hết luôn á. Rẻ dữ sợi. 5 ngàn lộn hả? 5 ngàn lộn ha. Lộn này nó hơi cũ rồi. Mới mới nó còn ấy rồi ha. Mới 7 ngàn. Không mà mới hái nó tươi lắm. Tươi ha. Cái này nó cũng qua ngày. Dạ.
buôn bán ngoài chợ rồi nó mới là bán hàng mới chở mới trong vườn bán hàng. Đúng rồi. Rồi bán hàng mới để lại rồi nó bán. Rồi trong vườn mua chừng 3.000 lọn hả? Ừ, cái vậy. Chơi cũ quá vậy ạ. Không phải cái ý như nó cũng như thế này cũng để dài 2 ngày nè. Hơi vàng. Gì ok rồi. Đẹp rồi, ngon hết hút. Đồ giữ không thơm em ơi. Chút nữa bằng. Không, đồ này ngon rồi, nó sạch con nón mà. Mua 180 vậy, dám nói bà vợ 30 ngàn hả? Nói cho bà Hà cho bà mua đó. Ừ. Tới chừng nào bà vợ đi cầm 30 ngàn muốn được. Mẹ trả mẹ hơi cây đó. Bà Hà 50 ngàn, bán đòi bán mẹ 300 mấy cái. Bà mua luôn. 350. Mua cho bà đi. Không có tiền, mẹ mua, mẹ đốt ấy cây luôn rồi. Có đồ ấy đi, rồi nữa, xuống đây chăm cháu tiếp nè, rồi trả thể mua cho. Trời ơi, có gì đâu. Ai khổ lắm anh em ơi. Ê hổ con rửa xong cái con hốt nắm con ấy lá xài với lỏi đó bỏ vô nồi rồi nước có sẵn đó hổ. Ừ. Rồi con lấy miếng lá chuối con đậy lại đi. Hốt nắm ở trường con bỏ được không? Hốt nắm để gì vừa để nó tràn ra nồi hai nước nó để vô đi. Cái này nó có lá bưởi đó. Lá bưởi này ha. Có lá rau cần được không? À. Cần vài lá kìa. Không. Không hả? Có cái bưởi trồng kìa, chèo gạo vô đây cho thằng gạo dâm rồi. Có lá ổi được không? Ai hồi xưa mấy ông bà nhà xưa nó cái vụ mà xanh đẻ này nè. Ừ. Lấy cây xương rồng nó che về nhà mà cái vô cây xương rồng mà chồng mới ngủ được chứ dạ. Cãi chị xíu kể nghe. Nghe ta cãi á, cái người lớn tuổi á. Ừ, sao? Cái vợ mà xanh nó treo cây xương rồng gì nào mà thấy nó khô gai như cây củi khô vậy đó là mấy vợ chồng mới ngủ nhau được. Bà mà cây xương rồng nó sống dài lắm, không khô. Không phải nói bà ơi. Hả? Nói làm rồi. Dám mấy người à. Tối làm rồi kìa. Rồi. Bà không ở đây giữ là nó làm chứ á. Tối ăn Hà Lan rồi hả? À? Có gì điện kêu mẹ liền nha, không có kêu chồng vụ đó đâu nghe. Điện mình lên là thân mặn đừng bà, mình mới giữ cho mình chứ đừng âm thì nó khác. Điện mà lên làm gì vậy? Điện anh cản trở không cho làm bậy. Cản trở vậy có vô được đâu cản trở. Không nắm bỏ vô nồi nước để sẵn đó. Vậy thôi ta tối nay ta ở đây. Rồi lấy lá chuối đậy lại. Tối nay ở đây mới giữ nè. Tối nay ta chăm sóc cháu đi. Lâu cái gì chứ, má uống bỏ đi. Chị Xuyến phải ở đây một tháng. Cảm ơn một tiền nữ đưa con đi học con đi về. Nóng nước tắm em đó. Đấy nồi nấu là hả? Ừ. Đó là giữ cho cắm. Nấu nguyên nồi đó đi, rồi dừng nồi đó, còn gội đầu nó này kia nó lên đó. Để ăn xài thì sợ ăn con là hết da luôn chứ đâu. Hết da luôn hết bệnh đó. Ê thì xài đi hết mua khác xài mà sợ heo. Tao mua tiền rồi nè. Mẹ hết mẹ cho. Hết mẹ cho. Hết mẹ bơm cho mình ăn khác. Bơm cho mình bệnh mini. Bơm bệnh mini đúng rồi. Mình xài mà mình sợ heo cả mọi người. Phái ra cần. Từ phái từ. Chú ý ha ngài. Nóng nước mà kia nóng chút. Đúng. Nóng nóng rồi. Cái đầy tha là ngồi đầu luôn. Làm bé. Mày vô để bọc phải không? Bao nhiêu bỏ mập đi. Rồi bỏ đi. Ngâm lấy riêng ra chứ. Nhà con nó làm tám nữa làm mập này đi. Đâu có chặt đâu, chủ yếu là con mời bao nhiêu người nè. Đứng mời 5 bàn đó. Con mời ai với ai bao nhiêu người. Mời 5 bàn á. Làm được tháng hả gì chứ? Làm được tháng mà nó tính mượn nhà chị mà chị hỏi nó mời bao nhiêu người. Nếu mời ít người thì làm dưới đây đi. Cúng cặp dịch đây được rồi. Ở đây săn rộng này dễ. Thì cúng cặp dịch đây được rồi, rồi với chè xôi, rồi nếu mình thêm con gà nấu cà ghi chấm bánh mì với được rồi. Tính mời 5-6 bàn đó. Phải mình mới mời bao nhiêu người mới được, mình mới nấu nhiều mới được chứ mời không có người lại nhóc. Xíu bữa đó là xíu gà tay nấu ha. Dạ. Yeah. Ủa nha. Không. Không tính mời ai với ai được bao nhiêu người, mình mới biết mình mua đồ biết không? Ừ. Không quả gì chứ. Không thôi. Nó mời ít người làm với đây người nhiều. Để nữa nó lên mà kế hoạch đây. Cái hoạch đây ở đây biết mà vòng ở đây là 35 có ai ta biết.
Hồi nãy có người hỏi địa chỉ của anh đó để gửi đồ đó. Em cho địa chỉ với số điện thoại đó. Nghe đi. Thôi rồi hả? Ừ, không biết người ta có điện anh hỏi. Mà giờ đang điện bây giờ mất hết tiền mà khác luôn. Rồi chốt điện lại gì? Không điện Zalo, ta đâu biết Zalo đâu điện hả? Tôi bán nha. Quyền có bán hai quyền. Tôi bán hai đi không? Cho nó mềm, hạt mềm cho nó dễ ăn. Cho mình bạm miếng thịt anh Tân. Bạm miếng thịt miễn cho nó. Em ở trên đây mấy em xài điện nó thoải mái tính nhiều tính à. Chừng đi. Xài không hòa tiện được kỳ cục, nó điện nước không hòa tiện được. Chưa mới nhắm được. Chạy không hà tiện rồi thứ gì chị hỏi alo à, hủ nghe là chị đâu mình xài mà hà tiện tiện lắm mình xài hà tiện hà tiện nữa chứ tiện cái gì chứ cái gì mới hà tiện hết hà bữa có số số chị số máy rồi có cho đồ không cho hai chiếc xe cái gì ạ xe bé xe mà anh là Nguyễn Thanh Hữu ha. Dạ. Thanh Hữu. Quen Nga. Mẹ là Quỳnh Ngọc Nga. Quỳnh Ngọc Nga ha. Ừ. Quỳnh Thị Ngọc Xiến hả? Quỳnh Thị Hồng Xiến. Viên Nga là lấy họ mẹ hả? Lấy họ mẹ. Còn bé đó? Dạ bé con. Hả? Bé đó lấy họ mẹ luôn hả? Họ mẹ đứa nào cũng họ mẹ không à. Dạ. Sao lấy họ mẹ không gì chứ? Em dặn cha nó em sợ cha nó bắt mấy đứa này thôi nè. Mẹ về nhà giúp sạch bát cho con nha. Mẹ không dành con với em á. Về nhà giúp nha, sạch bát con nha. Hồi đó bà gửi Nga cho ông ba là con hết gặp rồi ha. À, hồi đó bà đưa cho Nga vợ con cho ổng nuôi là hết gặp vợ con rồi. À, tôi nuôi mấy chục năm, mấy nội, mấy năm con tôi nuôi. Tôi đâu có chịu đưa chồng nữa. Nước lên, nước lạnh á, hủ. Dạ, tại vì nước mát á. Trời chú hủ. Mình đừng có thổi vô. Qua quả có chồng. Nè, mình không có thổi cho được. Nó hiền nha, mình lại hiền khô ha. Nó ngoan á, nó ngoan nó không quậy. Ừ. Nè này khô nè. Ừ. Nhìn cha nó quậy nè. Ừ. Giống ra mẹ đó thì giống mẹ đó hả? À. Đúng rồi, nín thinh nè. Dạ. Đúng rồi. Nói sức hèn cưng gì đâu. Để mình giống hết sức giống rồi. Ủa, không dám hùng rồi nó chấm bút chấm không dám hùng dám hùng chấm thử không hả? Không hùng đó. Nước con để ngủ hay mắm không ai nóng quá nó mắc cách sở rồi không? Cá bỏ á. Thì chán giống con không mẹ? Đáng cao ha. Người ta lừa nó giống tướng là dùng nữa. Nó ra đó thằng thôi. Chiên già đó. Tướng là dùng là cha nuôi đó. Ba nuôi. Nè. Em bé số mũi dập dừa. Ừ. Chút nữa ha, còn ngoán nữa. Em bé số mũi dập dừa cầm trái tim ha chị Xuyên. Kêu nó nặng chút nặng miếng sữa thì mẹ chế vô em vô mắt em bé cho em bé sáng mắt. Sữa mẹ. Rồi tao ho than. Em bé nó sáng mắt thì người già nó làm vậy không á. Rồi. Hả em bé không mở mắt mà tôi ho nó mở mắt ra đó. Thôi chào chị Xuyên. Ho than á. Cũng như mình hoa vô tay mình rồi mình xoay ha. Xoay. Ừ. Mẹ sanh ra thấy em bé chưa mở mắt nặng sữa mẹ vô hai mắt. Mới hoa lửa vô mắt em bé sáng sau này không mắt sáng không bị bệnh về mắt. Không bị đổ gạt. Mà nhìn rất là xa, nhìn đều thấy tất cả hết luôn. Mắt sáng á. Là mấy bà già là về là nặng sữa vô em bé đằng hơ mắt cho em bé đó. Hổ. Bà Xuyến chạy ra lấy đồ cho nó kìa. Mưa chị Xuyến ơi, mưa Xuyến ơi. Mưa. Cái tay bây giờ không lấy chưa? Cái tay bây giờ. Tay bây giờ đang lấy hả? Hả? Rồi, tay bây giờ. Tay đi. Giờ lại tay bây giờ không lấy đâu. Có đủ. Có gì đâu. Lấy đổ trên sào mà. Kéo cái sào vô thôi. Ra cái niệm kìa chứ. sợ tay quá ăn gì vô. Rồi vừa.
bú bú đi con cho mau chóng lớn. Trời ơi bà ơi kìa. Trời ơi bà làm kìa. Bà làm kìa ơi. Cha nuôi qua làm tiếp đi cha nuôi ơi. Dạ. Nè ông đấy cho con đấy. Đâu gãy đâu. Gãy rồi. Con gãy hàng này. Gãy rồi. Sức mấy hàng này. Là mạnh khai của khách xa. Mang cắm luôn. Ba đồ. Ba qua để nhà đây đi nhà nó đi. Đi nhà đi hả? Còn đóng đồ lấy không kịp nữa. Đóng nữa ha. Cái hai căn đó, cứ từ đẩy đó thằng mẹ. Làm mạnh ra chứ anh làm vậy là đâu cả đó. Đúng rồi. Có lấy cả đó mới đẩy thôi. Xíu mà mạnh mẽ lắm. Cái gì? Tại rồi. Ừ. Rồi anh bằng dễ gì mẹ ra mới chị xíu chị trời mưa chị xíu đem đồ vô nè chị xíu nè trời mưa là đi lấy đồ rồi. Cho chàng rể với con gái nha mà không may thì làm xong cái sào nè quá quên làm gãy cái sào của con rể luôn làm gãy cái sào của con rể luôn mày bắt đòn rồi đó chị xíu ơi dở bắt đòn đi bắt đòn nha cái hàng rồi được dở lên luôn đi cho ra luôn chị xíu mà bắt đòn đi mà xây nhẹ lên cái sào ờ vậy đó này gãy dữ cái ơi không lét mà nó mỏng quá à. Ừ. Quên lấy móc về trước phải lấy móc trước không gãy đây nó hàng lại nó đâu nhờ vậy nó hàng nó không chuyện làm chứ nè cá chầu nè cá chầu nó làm gì ngoài để ngoài đi để ngoài đấy quá nó chấm bon không à có tột bào tột bào nữa rồi sau khi mà trời mưa đó chị Xuyến đang ăn thì ra lấy quần áo của anh Hữu vô gãy cái sau quần bây giờ ăn mừng tiếp tục hả chị Xuyến nghe nghe thì nằm nhìn em bé tao chơi ấy chứ tao xe kìa không phải cái gái kia đâu rồi đây nó xe nè không có để nó đi thì nữa mình nó đem vô thả cái đồ mẹ ba nó học lấy nước mèo đi chai đó đi chai lấy ha lấy mưa rồi quá mưa lớn rồi mọi người ơi nuôi làm gì đó cha nuôi